Hello, chào cả nhà. Hôm nay là một dịp nữa để chúng ta đi du ngoạn nha các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ chọn địa điểm đó là đầm Sen Nước các bạn. Hôm nay là ngày 2 tháng 9, đúng ngày dịp lễ 2 tháng 9 lễ quốc khánh lớn của đất nước của chúng ta luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vào tham quan đầm Sen Nước, xem chuyến đi này có gì thú vị. Mọi người cùng theo dõi nha. Bây giờ chúng ta mình sẽ bắt đầu vào cổng nữa các bạn. Ok, đi. Cô bé cho mình. Đây, mình có bé rồi đó các bạn. Giờ vào cổng nha. Ok các bạn, vừa thay đồ xong. Bây giờ mình sẽ đi vào kiếm chỗ ngồi nha. Mình đang đi với hai bạn nhỏ nữa. Ngày hôm nay rất là đông luôn các bạn. Thì ở đây có cái ánh nước vô kìa. Đây đấy. Rồi chị vô đi. Ở đây là một cái vòi xịt ngay giữa sân khấu nha các bạn. Sân khấu ca nhạc buổi chiều quá sẽ có ca nhạc ở đây nè các bạn. Rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng luôn á. Còn sẽ có khu nhạc nước kiểu vậy nè. Vừa tắm vừa coi ca sĩ hát luôn, rất là chill. Rồi ở phía dưới thì sẽ có bàn ghế cho khách ngồi các bạn. Khách bà con đi vừa ngồi đó vừa ăn uống vừa coi luôn ha, rất là sướng. Có dép rồi đây này. Rồi đây, đây, đây. Rồi bây giờ đi vô trong nữa các bạn. Mới vô là mình thấy một cái phao chuột sắn nè các bạn. Phao này sắn, sắn liên tục luôn nè, ghê lắm. Quấy đây là camera. Đó sẵn liên tục của các bạn, sẵn cho mình chắc lên. Rồi có một bên đây là trượt súng nha, coi xuống không? Đây là trượt phao, trượt cái tấm thảm á. Tấm thảm. Chờ đang mưa luôn các bạn, rất là đã nha. Đó xuống nè. Trời mưa lạnh quá bạn ơi. Mình sẽ đi chờ không đường trước nha các bạn. Để đi kiếm cái phao rồi. Đây 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 đây. Phao chưa có. Ô đã đó các bạn ơi. Mới xuống lạnh nhưng mà một hồi rất là mát các bạn. Ôi đây có sông thôi. Chị định vô cái quai á, em xuống đi anh lại. Đỡ cho em xuống, em ngồi gì kìa vậy? Đúng rồi. Rồi, chị định vô cái phao của em đi chơi đi chị. Trò chơi của Thứ Nhi á, nhìn rất là hay ha, giống như trong mấy cái thạch nhũ luôn các bạn. Mát quá các bạn. Rồi giờ chúng ta sẽ đổi trò nha, nãy chơi vòng lùi một vòng rồi đó các bạn. Ngày hôm nay vừa trời mưa mà vừa đông khách ngày dịp lễ nữa, rất là vui luôn. Ok, chúng ta đổi trò, let's go. Đi
Đây là dòng sông Lười, hồi nãy mình đi nè các bạn. Đi đúng một vòng luôn, đi lên. Rất là đông người lớn nè, trẻ em nè, gia đình nè, rồi các bạn thanh thiếu niên nè, trẻ trẻ nè, rồi những cặp đôi nam nữ đúng nha các bạn. Tất cả đủ các thành phần lứa tuổi luôn. Thấy vui hay không? Rồi giờ chúng ta đi ra ngoài biển nhân tạo. Ok, lên luôn. Rồi biển đông quá. Qua đây, qua đây, qua đây. Rồi biển các bạn ơi. Biển đông quá. Rồi biển đông tạo đó các bạn. Các bạn thấy trời mưa đẹp, đẹp ghê mà đã thấy không? Đi đi chơi Sài Gòn nước là phải có mưa như vậy mới sướng các bạn. Mình hiện giờ đang đông quá, chưa chơi mấy trò cái mạnh được. Bây giờ chỉ chơi mấy trò nhẹ nhẹ trước. Lát nữa mọi người giãn giãn cái em chưa á, cái mình đi chơi cái nhất mạnh nha các bạn. Không biết cái này trẻ em được chơi không ha? Các bạn này là cấp 2 rồi, cấp 2, cấp 1 á. Còn nhỏ nhỏ con. Đây là trò chuột thảm nè, còn kia là chuột ống con rồng, ở kia là trò boomerang các bạn. Super bo boomerang đồ vòng vòng vòng. Đây xuống mấy ống luôn. Ok, đi qua xếp hàng. Mình đang ngoài biển nè các bạn, nhưng mà chưa có sóng nha. Để đi ra xa xa chơi. Giờ mình sẽ đi qua khu trượt nước thiếu nhi cho mấy bạn nhỏ này chơi các bạn. Còn mấy trò cái mặt nữa mình chơi sau nha. Đi. Trời mưa vẫn cứ mưa nãy giờ chưa hết luôn các bạn. Đây là khu của thiếu nhi nè các bạn. Mấy bạn nhỏ xem nếu mình thích video này nhớ cho mình xin đăng ký nha.
Nước ở đây ít người, lạnh người lạnh luôn á. Đây là khu trò chơi thiếu nhi nè các bạn, những bạn dưới 1m4 nha, và trẻ em nhỏ lớp 1 cũng được, được mầm non cũng được luôn các bạn, đã lắm. Đây là khu vực khác chính nè, mấy ống trượt chính nè, có nước phun ra liên tục luôn, có trực thăng nữa nè, bao phơi. Rồi bên đây có cái thác nữa các bạn, thác nhân tạo nè, mình ra chơi thác nhân tạo nha, đã lắm. Chị lên ra chờ cái dài nè. Lên thấy nữa, lên đây cái dài á. Xa ra thấy nữa, xa nhiều ra, đúng rồi.
chơi cái này các bạn phải cầm luôn, nó khi nó đụng quá thì nó mới làm cái lực đánh quán tính, nó đánh ngược lại lộn vòng luôn đó, thấy chưa? Còn buông sớm á là nó sẽ không có buông sớm, nó không có lộn các bạn, buông sớm nó chỉ thả xuống thôi. Trò này là trò tặc răng nha các bạn, được ăn đu dây á. Ôi rồi nhìn hai con này nè, đi nó giật quá. Đang đi các bạn, cái lực quán tính nó giật ngược lại. Rồi đánh cái chân cái lại lộn luôn á. Càng nặng càng rút cho đã, rút buông rồi, buông rồi không đã đâu. Wow. Chìm luôn rồi, chìm luôn rồi. Ok, bây giờ các bạn và mình sẽ cùng lên chinh phục trò chơi đầu tiên ở Đầm Sen nha. Rất là cao luôn nha các bạn, kìa. Đi lên cỡ cả 100 mét á. Ủa anh, cái trò này dạ. Mét 1 mét này trên luôn. Dạ, trên mét 1 trên mét 4. Rồi, trên mét 4 nha các bạn. Tất cả học sinh hoặc người lớn gì tất cả trên mét 4 là thử được hết. Đi. Đi một hồi đói ăn có đã các bạn. Đây là trò cao nhất ở Đầm Sen luôn á, lát nữa lên trên các bạn mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây chính là trò cao nhất. Ghê nhất luôn á. Ai sợ thì đi về. Sợ em cho luôn đúng không? Hỏi gì nó tươi cho được các bạn đó. Các bạn nha. Ông nào cũng được hành hai ông giống nhau hả? Đúng rồi, anh đi hỏi. Dạ. Thôi nóng đi không? Đi xuống hả? Đi bộ xuống hả? Đi bộ xuống hả? Đi bộ xuống hả? Rồi coi đi đi. Ok. Dạ rồi, bye bye. Wow, lên đường bạn ơi. Wow. 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 Quá ghê luôn các bạn ơi. Wow. Wow. Rất ghê nha các bạn. Mọi người đi một bên á, thôi sợ thôi không đi. Em đi đi. Đây là trò chơi cao nhất ở Đầm Sen này nha các bạn. Đây nè các bạn, cái ống này là rất ghê nha, nó sẽ chéo qua chéo lại giúp dắt liên tục luôn á.
và cái độ cao rất là cao, dốc rất là dốc, tốc độ di chuyển rất là nhanh luôn. Để cho này các bạn, ống là xoắn qua xoắn lại nè các bạn. Đó, màu phơi nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục ăn trưa nha các bạn. Nãy giờ đi chơi rất là đã luôn và bây giờ rất là đói bụng rồi. Thì mình có chuẩn bị sẵn những món đồ ăn trưa, mời các bạn cùng ăn với mình nha. Rồi đây, vịt quay. Tiệm vịt quay Vĩnh Phong nha các bạn, một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng ở khu vực Sài Gòn mình luôn. Hồi nãy mua là mình phải ship hàng mới mua được các bạn. Rồi mở nha. Ui. Mình mua con vịt này 300 mấy các bạn, 350 á. Các bạn thấy hấp dẫn không? Mình sang với bánh mì nha. Rồi ăn với nước chấm như thế này. Tiên của tụi mình. Rồi các bạn cầm một miếng bánh mì trước đi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái nước súp này vào trong cái vịt các bạn. Tươi ngon dữ lắm mọi người ơi. Sao cái đầu nó bự quá vậy? Cho các bạn cái đùi đi. Để mời quý vị khán giả nha. Rồi. Quậy lên. Rồi chấm đi. Chấm thôi. Chấm đùi luôn. Vô luôn, sắp ngập luôn. Đúng rồi. Đó. Ok rồi, gỡ quý vị khán giả đi. Được rồi, được rồi. Vị nó làm sao? Cay không? Cay cay. Cay mặn không? Không mặn. Rồi ngon các bạn. Rồi để mình cho các bạn làm miếng mì thử trước cái nước chấm đó các bạn. Qua nhộn nước chấm rồi. Mở cái nhà nha. Nước chấm rất là đậm vị luôn. Miếng da các bạn. Ngon quá, không có ngờ đúng không? Đó. Con vịt nè, không có mỡ luôn phải không? Vịt rất ngon luôn, thịt rất là nhiều. Bạn thấy không, không có miếng nào có mỡ luôn các bạn. Mà thịt không rồi. Bảo quê.
coi không có thịt, không có mỡ luôn các bạn, lớp da nhẹ mỏng không có thịt, lớp da bạn ươm luôn các bạn, mở các bạn nha. Mọi quý vị cùng dùng với mình ở miếng thịt ở đầm sen nước nha, tắm xong lên ăn ngon ghê, ngon các bạn. Tới chiều luôn các bạn, vé vào cổng là chúng ta chơi được tới chiều luôn, sẽ đến khoảng 4 giờ rưỡi 5 giờ là người ta sẽ không cho chơi trượt nữa đó, có bữa nay vừa về sẽ về. Ok, hẹn gặp lại các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chơi cái spay bu rồi nha các bạn, chơi được vé tư là chơi được nè, đó là cái này nè các bạn, cái vòng tròn nè. Đó, ok, lên đường, lách luôn. Đó, chạy đây nó quay vòng lớp tấy ra. Ok. Tới nơi rồi các bạn, mệt quá. Ok thôi. Bầu hiện tại cũng khá đông khách người chơi đang chơi các bạn. Đây là những người chơi chuẩn bị sắp hàng vào trường xuống nè. Đây đang có hai ống luôn. Ống bay bầu và ống cái gì á. Bên đây là đường trượt nước bằng thảm nè các bạn. Xuống. Trời ơi. Xuống nha các bạn ơi. Đứt phê luôn các bạn ơi. Bao lắc luôn. Rất là lắc luôn nha các bạn. Bây giờ tiếp tục mình sẽ lấy phao để mình trượt cái đường trượt này nè các bạn. Đó. Lấy phao nha các bạn. Cảm ơn. Đúng không? Mấy khi nó thả nó đi con đứng lấy thả. Ok đi các bạn. Lên. Ai sợ đi về nha các bạn, mình là mình không sợ nha, mình lên nha.
đến tới nơi các bạn. Ở bên đây sẽ là trượt băng nha, trượt thảm chứ. Đó, các bạn nhỏ chơi quá trời luôn nè, bạn này nhỏ xíu rồi. Các bạn đó, tôi gửi nè, quỳ xuống nha các bạn, cầm hai tay vô mau. Bé lên đi bán, anh vừa các bác, một người. Đi chung. Chung mà không ai một người không? Dạ, đi đi em. Anh đi mà. Mấy người đi sao không đi chung một lượt. Ông Minh đi công chuyện đâu. Ok, tiếp theo các bạn đừng có đi. Ô đen vũ trụ nha, đen bên đời nha. Ok, phao đi, cứ đi phao cho hai người nha. Phao đôi, ok. Ô đen là bạn, ô đen là. Ok, lên, trên S2 được rồi. Trên S2 là chơi được nha các bạn trẻ. Đi. Lên đường các bạn ơi. Tiếp nữa các bạn. Lấy phao nha, chuẩn bị lấy phao nha. Cậu đâu rồi? Đi nữa cô là. Đi. Hố đen vũ trụ, đúng hố đen nha, tối hù à, lấy gì hết. Nè, xuống đó nè.
Bây giờ mình sẽ thử boomerang các bạn. Boomerang này thì phải chơi phao với 3 người lận. Đó đúng rồi. Đó. Ok. Lên được. Dán cái phao lên nó lên mệt quá bạn ơi, cao lắm nha. Đang kẹt xe nữa nè, quay xuống vô các bạn coi rồi đó, cao lắm nha các bạn. Đó, những thanh niên đang dán những cái phao ba lên đó. Phao ba là sẽ chưa bung đi ở đây nữa các bạn. Ok, lên tiếp nha, đi. Đây là một ba anh chị đi trước nữa các bạn. Đó là trời còn quay vlog nữa. cẩn thận, chuẩn bị nha. Ngồi đâu luôn. Rồi, ba thanh niên đầu tiên lên đường. Thằng vô anh, đẩy em nha. Sau ba anh chị này sẽ đến team của mình nha các bạn. Lên đường. Ok, bây giờ để mình thử nha các bạn. Lên. Xong rồi leo lên, bảo vị trí sẵn sàng, trượt xuống, cảm giác tốc
lên đi quá xuống. Nước nóng, nước khoáng nha các bạn, nước nóng, nó đẫm luôn. Rất là đã nha. Bạn mà thấy nước sụp sụp lên liên tục là to liên tục luôn. Nhìn như trong cái lò nước sôi vậy các bạn. Nhiệt độ nước là 32 độ nha. Nhiệt độ môi trường hiện giờ là 27 độ. Đó, bữa nào mấy đứa đi. Thôi. Hello idol ơi. Các bạn hôm nay mình đi mình gặp idol nha các bạn. Thu Phương có duyên chiên với lại nhóm bạn của các bạn đó. Đó Thu Phương ở dưới hồ các bạn. Đó. Lên đi không? Đi không? Siêu mẫu nha. Lên. Lên. Đắp chặt vô, đắp chặt vô. Đắp chặt vô. Chơi nặng nào. Giữ ra. Sao tối. Bò luôn vậy, bò luôn.
Ây à. Cười quá trời cười nha. Ok là được. Bây giờ sẽ đi ra giờ không lười thư giãn xíu các bạn. Nãy giờ chơi quá đã rồi. Đóng phao, đóng phao. Bây giờ thì mọi người về hết rồi. Rất là vắng nữa là chơi luôn. Nãy đông kịch luôn các bạn. Ok. Lên. Bây giờ thả trôi thôi các bạn. Giờ mình thả trôi thôi nha. Mệt đúng không bạn ơi? Đang đi trong hang đá, hang động của bạn. Giờ nãy giờ đuối luôn á, đi lên đuối luôn á. Mà nó muốn thổi luôn các bạn, nó cứ chuột nó có tưng 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 ra đó các bạn á, thì sắp tóc quá, phải đủ lực mới chơi nổi hết chứ chạy nó trò. Bơi. Ok các bạn, bây giờ là cũng gần 5 giờ rồi các bạn. Chơi từ sáng tới giờ, chơi hết tất cả trò chơi cũng ối luôn á. Quá mệt mỏi, quá đuối. Rồi mình sẽ đứng ngay cái góc đẹp nhất của công viên nước và gửi lời chào đến tất cả các bạn nha. Video này là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nhớ cho mình xin một đăng ký và một chia sẻ nha. Đó là động lực cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại kiếm sau nha.